Ây trời. Anh còn đủ sức làm tập 2 không vậy? Ui xì, bạn hỏi sai người rồi. Tụi mà bỏ sớm vậy sao? Later. Quý vị ơi, khúc này cần phải tịnh tâm, không được la làng. Mình phải im lặng để mình tập trung mình chơi. Qua luôn. Qua cái nhẹ. Ê! Qua cái nhẹ nè. Ok. Thôi đi từ từ nha bay. À, tao cũng không dám đi nhanh. Đi nhanh mẹ đi. Trời ơi, anh Man này đã khác xưa rồi. Anh Man lên được hơi bị cao rồi nha mấy đứa. Mấy đứa có gì đủ đi đâu nữa đây? Tôi chưa có thông tin, tại vì tôi chưa lên đây bao giờ. À, vẫn đi tiếp. Leo tiếp. Cái cuộc đời chỉ có leo và lên thôi. Má cao quá. Trời ơi, mấy thằng dưới đáy xã hội sao hiểu được cảm giác này? What did he say? Sàn mới ban chiều, thấy mà lòng sao buồn hiu, nhớ anh nhiều, mong được ở bên người yêu, nói bao điều là sao ta? Má sao tiếng gió vậy bay? Nghe quýu quá vậy. Trời ơi, lên coi xe gió liền. Ê, nhảy qua đó. Holy shit, nó thách thức tôi quá vậy. Nhưng mà nó đâu biết là nó đang thách thức ai đó. Nhìn nè, làm phát ăn luôn cho em. Cho em. Chỉ là một sai sót nhỏ và anh Man đã phải trả giá. Lên con mẹ. À, trời ơi. Bạn. Ơi nữa. 5 minutes later. 1 2 3 motherfucker. Boom bitch. There we go. Rồi, lên tới một tầm cao mới rồi quý vị ơi. Thật ra cũng không cao lắm. Đúng rồi. Lên con. Nope. Trời ơi, con ơi, con. Con mẹ nó. Đồ, lên luôn. Đợi gì? Đợi chờ gì? Hay à. Nhỏ quá ha. Nhỏ quá mình bỏ qua đi ha. Chà, cao dữ vậy ta. Trời ơi, ai nhập mà đi lên được tới đây rồi quý vị ơi. Như vậy không khéo thì phá đảo game trong một nốt nhạc. Chà, đường trống trải quá. Đường ta cứ đi thôi. Bên đây có cái gì vậy? Từ từ, qua đây tôi coi thử. Có gì vậy? Ơ, sao sáng vậy? Ủa bên kia có đi được không? Từ, má nhiều khi nó lừa mình đi bên đây không chừng. À bên đây không cho qua, vậy là mình đi bên đây rồi quý vị ơi. Trời má, cái đường nhỏ xíu à. Chói quá. Nhìn xuống dưới đất, đúng rồi. Nhìn xuống như vậy thì chúng ta sẽ đỡ bị chói hơn. Đi đâu? Đâu vậy? Đi đâu để đi lên? Như đường nào cũng đi lên được hả? Ê, hình như ta thấy đường bên đây nó nhanh hơn đúng không? Bên kia hình như nó hơi rườm rà. Đi bên đây đi bay. Đây. Ui bên đây kìa. Đi bên đâu ta? Thôi đi bên đây đi. Bên đây an toàn. Đáng lắm. Ủa cái đường này đi xuống cái gì mà. Nghĩ lại quý vị ơi. Em sẽ đi bên đây. Nhìn có vẻ hơi khoai hơn tí nhưng mà nó nhanh. Đường nào nhanh là nhanh chết. Bùm. Bùm lên đâu đây. Lên thiên đàng. Ơi Samalai. Má Samalai là cái gì trời? Má loạn quá, anh nói tầm bậy tầm bạ. Ơ đụng. Đù. Chó lắm. Ê má, cái xe máy. Giờ sao? Hay là mình nhảy qua cái xe vàng này. Xe vàng này hơi mạo hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ chạy qua xe vàng luôn là một cái ý kiến sáng suốt. Xe vàng luôn nha quý vị. Samala. Con thích ăn gì? Mà làm sao để đi lên được cái này nha. Ơ đủ. Ủa đây có miếng nhảy nè bay. 10 seconds later. Tới không? Tới nha. Tới cục cực rồi. Ôi thành ra đi. À, khúc này nó an toàn nè. Nó hình tròn nè.
Tròn vuông, tam giác, tam giác, tròn vuông. Rồi. Rồi, cặp bến, cặp bến. Không biết cặp bến thành công hay không đây. Rồi, hay quá. Giờ sao? Ơ ế? À, đi bên đây hả? Ủa đâu? Ủa? À, đi lên đây, đúng rồi, có cái cầu thang ở đây nè. Sợ mẹ gì? Lên luôn. Lụm luôn. Ôi, thang máy. Nhảy lên thẻ tín dụng à. Đơn giản. Vàng. Trời ơi, limousine. Ở cái này cái gì? Rolls Royce. Giang dữ, trời. Rồi nhà vệ sinh. Ủa, ủa? Ủa? À, đây, 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 nó mở rồi nè. Sao mà nhảy qua cái... Sao mà... Ủa? Giỡn hoài ba. À, hình như là nhảy lên đây nè bay. Rồi đúng rồi. Hình như là nhảy lên đây. Đúng rồi, chuẩn mẹ luôn. Love. Sao nhiều người màu đen quá vậy? Sao nhiều thằng da đen quá vậy? Thằng da đen. Bình tĩnh. Đâu vào đó. Cục này lấy đà mạnh đúng không? Má sao tay tôi rung quá. What fortune didn't give? Im mồm đi. Nhẹ nhàng. Ôi máy bay. Sao nữa? Lên máy bay hả? Ôi lên đây cái máy bay nó quay cái đứt cái đầu. Boom. Lên đâu đây? Lên đâu đây? Rồi không biết lên đâu. Ui rồi qua được rồi. Từ 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 từ. Trên đây có gì ta? Phải nghiên cứu. Rồi có nhạc lên là chắc chỗ này đúng rồi đó. Thường là mình lên đúng chỗ là nó sẽ có nhạc cái gì ấy. Hay mình sử dụng cái skill hồi đầu game mình chơi ta. Chó tiếng không lùi. Đây gọi là tư thế chó tiếng không lùi nha quý vị. Từ từ thôi man ơi. Khúc này mày không muốn rớt xuống đâu man ơi. Tin tao đi. Khúc này mày rớt xuống là mày khóc đó man ơi. Rồi. Ê từ từ. Đứng lên đây à. Rồi lên luôn. Up, up. Nhảy qua đây à? Ê? Ủa? À, nhảy nhảy mình nhảy, nhảy qua bên đây nữa. Oh, win rồi sao? Winner, winner, top 1 liền. Trời, tôi phá đảo game một phát một cái gì ơi. Còn lên quá vậy, nhìn trên đầu kìa. Còn lên, còn lên. Chắc được nửa game. Chắc ăn mừng nửa game quá vậy. Ăn mừng đi được nửa game. Man, còn nửa game nữa trên kia. Tôi chưa biết cái gì ở trên kia nè. 10 seconds later. Ồ, nhạc chiêu thế. Thiên đàng chăng? Phải chăng đây là thiên đàng? Ui, cánh cổng thiên đàng. Tôi có một ước mơ từ nhỏ tới lớn là được chạm tay vào mây một lần. Bây giờ không những chạm tay vào mà nguyên người luôn. Qua khúc này mới được an toàn nè. Qua khúc này nó có cái khung xương của nó. Rồi rồi rồi, chắc được rồi. Thôi từ từ thôi, chưa biết phía trước có gì. Quý vị có nhớ cái khúc đường mà lúc mà em đi lên mấy cái chỗ mà xe hơi không? Nó ngã xuống á, đâu biết trước được. Nhiều khi khung xương này hồi nó gãy giữa đường không chừng. Ô, lên chỗ này có mưa quý vị ơi. Rồi lên đỉnh rồi. Mà không biết con này hình như không phải khủng long. Con này con gì ba? Giống kiểu mảng xà tinh. Có giường nè. Thôi 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 thôi. Mình đi cái đường an toàn đi quý vị ơi. Giường có biết bay lên đâu đâu mà. Leo lên cục này. Rồi leo lên cục này. Rồi leo lên cục này. Rồi. Rồi. Tạm biệt đấy xã hội. Tạm biệt các em thân yêu. Cái này là thần cục biết cơ quý vị. Thần tình yêu á. Chắc vậy. Thiếu cây cung ha. Cục biết là phải có cái... Cái gì vậy? Cái gì mới bật lên vậy? À, má mày quyển sách cũng bật rồi à? Ảo vậy? Cháy quá, cháy quá. Có cháy mình luôn không? Rồi. Lên. Lên. What is that? Gai, gai, gai. Tôi có thấy cái gì đó trắng lắm gai rồi.
Hình như là, hình như là vậy á. Làm tốt lắm, đừng bỏ cuộc nhé. Mày đang dạy ai thế? Khúc này từ từ quý vị ơi, banh háng banh càng ra. Đi từ từ. Ngon ngon ngon. Không có tin tưởng được cái khúc nào trong game này. Lâu lâu cái game này nó lại lừa mình quý vị. Nó cái gì đây, sao tiện có cái sao có cái nón ở đây vậy? Rồi, ôi trời ơi, man ơi là man. Từ từ thôi man ơi. Lên luôn, ok. Ê, ê, man. Oh man, cái game này. Ôi. Dữ. The next day. Ok. Trời. Cái gì đây? Trông mặt quá. Ma. Đùa. Đùa. Eo ơi. Yee. Con mẹ mày. Ôi, rồi. Ui. Trời ơi. Bến và em lại có mặt ở đây lại rồi đây. Hay quá man ơi. Xuất sắc man ơi. What next? Có gì mới, có gì hot? Ủa, cái gì đây? Ủa cái gì? Ui. What the? Nhảy qua đây à? Nó đi đâu? Nó đưa mình đi đâu? Sao cái này giống như mình sắp đụng vô vậy? No. You not. Ờ đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá. Keep moving. Đúng rồi. Keep moving. Nhất định phải phá đảo được em nó. Không gì là không thể. Quý vị cứ đợi đi. Quý vị cứ đợi tin vui của em đi. Em sắp có tin vui rồi đó. Tin vui không phải là em có cái gì đâu nha. Này rồi. Lên luôn. Gì đây? Khu vườn trên mây à? Nó cái kia là cái gì? Trứng hả? Trứng phục sinh hả? Ủa tại sao ở đây lại có cái giường vậy? Sau một chút thời gian quyết định thì em quyết định em sẽ thử bay qua đây nha quý vị. Làm luôn nè, một lần là ăn luôn nè. eo ơi, từ, chậm lại. Vậy bay lên đầu con nhỏ nè. Rồi đổi nhạc rồi. Nhạc này là nhạc chào mừng tôi dưới xuống dưới đáy xã hội hay gì? We can do it. I believe nope. This. No. Cái đi. Oh no. What I'm gonna do? Oh no. Tại sao ở dưới chân của tiên nữ này lại có một trái chuối vậy? Oh. Tội lỗi quá. Sao có dưa leo nữa nhỉ? Cô tiên này rất là có vấn đề. Focus, keep focus, man. Don't look in here, man. Trời. Cái ly rượu này. Rồi. Ok. Rồi nhảy qua bông hoa này. Đẹp luôn. Ôi chết mẹ, kẹt rồi. Chị ơi, khép háng lại chị ơi. Rồi ok. Cá. Úi, trời ơi. Cái gì đây? Dâu tây.
No.